không phải CB nào cũng đấu giống nhau. Trường hợp 1, cấp nguồn từ trên xuống, cái CB cốc dạng đen này thì mọi người đã quá quen thuộc rồi đúng không? Miễn sao các bạn cấp nguồn vào đúng lửa nguội theo hướng dẫn của nhà sản xuất là được, rồi bật lên nó sáng nè. Trường hợp 2, cấp nguồn từ dưới lên thì cái này cũng giống như trường hợp 1 thôi, nhưng mà mình cấp từ dưới lên thôi. Trường hợp đặc biệt cấp nguồn cho LBCB thì cái CB này nó có hình dáng tương tự như cái CB cốc lúc nãy, nhưng bạn thấy nè, ở trên nó có một cái nút nè. Đối với loại CB này thì bạn phải đấu đúng chiều đúng cực thì nó mới hoạt động được nha. Mình cũng chưa thử đấu ngược chiều bao giờ vì mình sợ nó hư, tốn kém lắm. Chỗ có chữ like bạn sẽ cấp nguồn vào và chỗ đó là dây lửa nha, còn lót là ngõ ga tương ứng với dây lửa luôn nha. Rồi mình thử cho bạn xem nè, cái vít nó sáng nè, bạn thấy không? Lấy cái vít chọt vô test thử xem nó có hoạt động không. Ok chưa?